Nhiều bác nhắn tin cho em hỏi massage chân. Nhà ngoài Bắc cũng bắt đầu trời trở lạnh rồi, nói chung thì sản phẩm massage chân thì thật sự là nó cũng cần thiết cho gia đình. Em thử Vân Ngưng hết thời gian em bán mấy thứ tào lao có đã, từ hôm nay đến ngày mai như là trong tuần sau đó rồi bán massage chân lại nha. Khởi đầu bằng con tay tô sống 100 thì phải. Em nhìn thử nha. Đúng rồi, 6100 mới bác. Em đây tô 6100 này thì là bóp bàn, dưới có gai, bóp bắp. Em này ba chế độ bóp. Dòng này thì to, nặng. Rất là chắc chắn. To chắc là trâu bò là em nữa. Mé dưới thì có thêm cái chân ha, để mấy bác nếu cần thì mấy bác gạt ra thêm. Nói chung là thay đổi nghĩa là nó ngửa lên được cái độ cao giống như này. Ngồi tùy thuộc vào cái ghế cho mình thoải mái. Đây là một chế độ thứ nhất. Chế độ thứ hai. Mấy bác thấy giùm em siết ép từ từ vô ha, đây nó ép từ từ vô, ngưng lại chút xíu. Cái này là của lập trình của nó nha, chứ không phải là em làm hay gì hết. Nhiều bác kêu chứ ủa sao tới tới đây thì nó lại ngưng lại, giống như nó bị lỗi. Không phải nó bị lỗi đâu. Đằng sau này, ngay chỗ đằng sau bắp dế nó có thêm một cái đầu đẩy mà các bác thấy không? Nó đây nè, em để này. Còn lăn ở đẩy ngay chỗ bắp dế đó. Rồi đây dưới là bắp bàn ở dưới ha. Ở đây là có gai, ở dưới để mà nó giống như nó bấm huyệt cái gan bàn chân mình. Dòng này bóp thì cực êm thôi mấy bác. Tuy là dòng cơ nhưng mà những miếng cao su này thì nó có hơi trong này nè. Thử ra rất là êm. Này các bạn thấy nè, âm rất là mềm, rất là êm. Chế độ thứ ba, nó có lập trình được ba chế độ. Mà động cơ chạy thì cũng rất là êm, mấy bác em quay buổi tối mình êm ru vậy đó. Rồi, em cảm ơn mấy bác.